Hi, chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì trong tập lần này thì chắc lẽ mình sẽ giới thiệu về cái lát sniper đi, một trong những lát gây khó chịu nhất trong cái tựa game này, nhất là trong những phòng đấu chiến đấu tự do motel như thế này, rất dễ bị ăn chửi và nó sẽ có rất là nhiều cái định luật rất lạ. Đầu tiên thì chắc có lẽ các bạn cũng nên phải để ý ở trong đây là có tới ba loại súng, ba loại. Đó như là production, semi và auto. Thì mình đang để ý nha, bạn biết là những mẫu xe auto hay production chứ ha. Thì production có lẽ nổi tiếng nhất là cái này rồi, Tháo skin ra luôn, S308. Và có mẫu thứ hai được sử dụng cũng khá là nhiều, đó là Maximilian CS5, cũng khá là bá, và Stakeout. Thì ba mẫu súng này là ba mẫu điển hình cho những dòng production. Và production là gì? Đó chính là những cây súng bắn một viên, lên đạn một viên. Thường những cây này nó bá lên mà nó dễ bị lát đem lắm. Nói lát đem cũng đúng, nhưng mà thực sự là do cái giáp đỡ lại á. Mấy cây này thường xuyên qua khó, chỉ cái có stay cao thôi. Thì production nó là thế đấy, nó là những khẩu súng mà bắn một viên lên đạn một viên. Và cái lát này thì cũng được ưa chuộng nhiều lắm, nhất trong những cái phòng đấu sniper, và đến cả thi đấu người ta vẫn sử dụng production thôi, không có ai là chơi semi hay auto gì cả. Có một mẫu súng nó lạ đời hơn, đó là súng Light đó, nhưng nó là chỉ trong Warface này nè, chỉ có cây này thôi. Tốc độ bắn nó rất là chậm mấy bạn, thấy không? Thời gian delay của nó rất là lâu, cho nên thường những cái phòng nó cấm semi auto đó, thì mấy ông khác thì có một số ông mình lại lấy cái này ra và không biết. Nhưng mà thường thì cây này theo mình thấy là vẫn sẽ bị chửi thôi, chứ không phải là không bị chửi. DSA vì nó bản thân nó vẫn là semi, chỉ có điều nó quá chậm thôi. Cái thời gian mà nó delay thì chắc cũng bằng một cái cây production mà delay luôn. Thì cây này nó cũng khá là bá, chỉ cái điều nó bắn cũng ngã nhiều lắm, gắn xuyên giáp nó cũng sẽ ngã, gắn giảm thanh còn ngã dữ nữa. Thì chứ có mình cây này là cây nó lai lai tạo thôi, chứ còn những cây boss action khác thì nó vẫn như vậy thôi, một one hit cũng khá là cao. Và thường lát này thì như thế bạn biết mà, nó được ưa chuộng nhiều lắm. Và trong tất cả những cái vòng đấu thì thấy khẩu súng này vẫn vẫn xài và bắn hay thì cũng sẽ không bị chửi đâu. Và đến cái lát thứ hai là cái lát semi. Lát semi thì nó rất là lợi trong PvE. Là những cái những xe khẩu semi là thế nào, mình để cho bạn coi. Nghĩa là nó bắn nó không cần delay, nhưng mà mấy bạn phải nhấp chuột nó mới bắn, theo cách gọi vậy đó. Nhưng mà khẩu súng này thường chỉ có nó có cái sát thương của nó thường là bắn hai viên là sẽ chết, bất kể là titan không. Titan thì mình nói hơi quá, nhưng mà thật sự mình cũng chả có thử test con này trên titan. Hình như titan thì phải ba viên, bắn viên đầu thì dường như là không có đam rồi, nó không ngã luôn, hoặc cũng có thể là hai viên. Nhưng mà semi này thì thường dây vô dễ bị chửi lắm. Mình thì bản thân mình là mình không có sợ semi hay gì hết, nhưng mà một số ông kiểu như bắn cũng lại á, cái mà cái đâm ra ghét cây cú xong mình mới cấm nó thôi, chứ còn bắn xa thì production vẫn vẫn ăn hơn. Cây mấy cây này theo mình thấy đi đi BVE là tốt nhất. Chỉ có cây semi mà gây khó chịu với mọi người nhiều nhất đó là cây AS50 thôi, mình thì mình không có. Hồi vô cửa hàng thuê đó, cho bạn coi nè. Không phải, quên, nhầm. Khẩu AS50 này cái đặc biệt của nó là nó bắn viên, đã một viên thì chết rồi, nhưng mà cái tốc độ bắn của nó thì cũng khá là nhanh nữa, cho nên thường vô trận nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu khi mà đứng gần nó. Các bạn thấy không, xác suất một viên chết là rất là cao.
cũng đúng, cây này nó mạnh thiệt mà súng thật nó cũng mạnh đấy, vì nó xài chung đạn với cây Barrett. Bởi vậy vô lá thiền là những cây semi bị chửi nhiều nhất là cây này, và cái cảm giác bạn cảm giác khó chịu nhất, bởi vì những cái giáp trâu quá như giáp red này, rồi giáp mấy cái giáp dáng xe, giáp gì á, Halloween, hay là những cái giáp titan nè, những cái giáp thú mà unlock cuối cùng thì bắn sẽ có hiện tượng full damage đối với cây này. Và cây này cũng khi khó chịu nhiều lắm, không ít bạn đâu, bởi vậy thường semi thường là dễ bị chửi lắm. Nhưng mà theo mình nghĩ là các bạn cũng nên sử dụng cái súng đó đi PvE thôi, đừng có sử dụng nó trong mấy cái vòng đấu kia. Mấy vòng đấu kia thường chỉ năng là chính, các bạn đừng có lấy vô mấy bàn phá. Bên cạnh đó thì vẫn có súng auto. Auto là một những cây mà cũng khá là bá và cũng khá là khó chịu đối với nhiều người. Đó là cây mình chỉ có cây này thôi. Đó là những cái cây mà gọi nói dễ hiểu hơn là không cần lên đạn, bạn nhấp chuột là nó bắn liên tục luôn đấy. Bắn liên thanh luôn đây nè. Là cây auto. Đặc điểm của auto thì là sát thương rất là thấp. Cây này chỉ có 140 thôi. Bắn 3 viên một lần thì nó sẽ không giật, cho nên nhiều người cảm thấy khó chịu với cây súng này lắm, kể cả bắn xa nhiều lúc cũng thấy khó chịu nó, tại vì nó không có giật. Semi thường nó sẽ giật lên cho nên thường nó sẽ bị lạc tâm đi á, nhưng mà còn cây này thì bạn thấy nó yên chỗ, thấy không? Calico còn bá nữa, mình thì không có Calico, mình chỉ có cây này xem auto này để mình review cho mấy bạn thôi. Auto thì trong tựa game này thì giờ thì có hai bốn cây phải, Ragnarok này nè, Calico, Star Black và VSS, hình như chỉ có bốn khẩu súng đó là súng snip auto thôi. Ra thì nói chung là trong những ba dòng súng đó là vậy đó, thêm khẩu súng light kia nữa thì rất là nhiều bạn nha lại không phân biệt được semi với auto. Thì mình giải thích rõ rồi đó, semi thì nhấp chuột nó mới bắn, nhưng mà tốc nó lại đi không có delay, không có lên đạn để bắn, nó bắn nó bằng nhấp chuột nó mới bắn kiểu như thế này nè, kiểu là giống súng này nè, thấy không, nhấp chuột nó mới bắn. Còn auto thì giống súng hồi nãy đó, Dragunov rồi nè, các bạn đè chuột nó bắn liên tục luôn. Mình cũng không hiểu sao tại sao một số bạn lại không nhận biết được, mà hoặc là có cũng có thể là do cố ý cố tình không hiểu lại đi pha vô mà phá game, mà kiểu như bắn ông lại cái mà lấy cái súng này ra đem giết người, làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng mà vẫn bị thêm một cái đó là chính là súng lục, thường thì giáp các bạn biết rồi đó, Titan, một những cái giáp cũng gây khó chịu không kém ở trong phòng đấu sniper. Thì có một số ngay cả súng production cũng gì nữa, các bạn vào các bạn bắn nó và nhiều lúc cũng sẽ không có hiện tượng gọi là nảy đam lên, và nhiều lúc có thì nó sẽ ngã và không có đam lại vậy đó. Thì khi mà các bạn ngã xuống rồi các bạn dùng lục bắn thì cái việc đó là không ai cấm hết. Nhưng mà mình cũng không hiểu sao một số bạn lại chửi là dùng lục này nọ. Ủa thế người ta té người ta không được dùng lục à, thế người ta đứng làm gì, ngồi đây đứng 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 cho bắn hả, thế người ta mang titan vô làm gì, thế thì mọi người phải mang cái giáp thường vô mà bắn luôn đi, cần chi cho cái giáp đó để nó đỡ lại, đúng không? Các bạn có biết suy nghĩ thì theo mình thấy thì súng lục thì cũng là một phần, đừng có mấy bạn vô phòng mấy bạn cũng đừng có cầm một cái lục này mà mất bạn đi luôn, vậy thì nó sẽ làm cho những kẻ khác cảm thấy khó chịu, bởi vì phòng đấu sniper mà các bạn cầm lục đi, đặc biệt là cây B2 xấu này nữa, bắn nhiều lúc 2 3 viên nhiều người là chết rồi, mà các bạn đi các bạn nó lại bắn nó nã như cái máy điện như vậy nữa, ai mà chịu nổi các bạn. Chỉ đó các bạn là cây, các bạn nào mà chơi ngu quá các bạn không có biết, không có chơi lại bắt đầu cầm lục ra phá game. Cận chiến thì nhiều lúc cũng không nói lắm, một số phòng bị cấm mình cũng không nói, nhưng mà tự nhiên cái lại cấm cái kiểu mà nằm mà cầm súng lục bắn thì mình cũng thấy cạn lời với những bạn đáng luôn, khô lời hẹn lời với mấy bạn đó.
thì sniper của Warface là vậy đó. Nó là một cái luật rừng mà có nhiều cái luật đặt ra, và thường là kiếm phòng free bây giờ là rất là ít, tại phòng free vô thường nó loạn lắm. Rồi thì bài viết của mình chắc là chỉ có nhiêu đây thôi ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình này. Nếu các bạn thấy cái video này nó hữu ích đó, thì like và cũng như subscribe cái kênh của mình để mình có thêm động lực mình review cho những cái bài tới nhé. Các bạn muốn mình review về cái gì trong cái trò này á, thì các bạn cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ làm cho các bạn theo yêu cầu của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye.